Giờ là nương bánh tráng. Giờ thợ nương. Thợ nương ra bánh tráng. Giờ chưa xong. Nóng quá bạn ơi. Đó là từ sáng giờ đến tối chưa ăn cái gì luôn. Nhưng mà lại nóng. Nương mà cái chè thôi đỡ nóng. Nương lại đấy chưa? Chưa. Đầy thịt gà ngon này. Đang này sao còn thịt, sao còn gà nướng, ngon quá đi. Đó, đang sắp xếp để ăn mừng là sinh nhật của Lưu Siêu. Rau nó thủi hết rồi đó. Rồi bỏ trong cái bọc nó thủi hết rồi. Nhậu bố hẹp lô bánh nhau. Doanh thôi, về trẻ là được luôn thôi. Đây thịt gà. Ông, đường này đâu chín đâu phải không? Thôi đi đi. Bye.
Mời mọi người dùng ngon miệng nhá. Xin cảm ơn. Ngày hôm nay ta cùng họp quán nơi đây, ngồi bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng vui tốt tan nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day and together we'll be, and we'll all sing on your birthday. 1, 2, 3 we bring the candle. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật thằng em. Cảm ơn anh trai rất là nhiều.